Tiếp theo mình sẽ nói về cái lệnh leader để cho phép về ông Newton. Tiếp theo là bạn chọn đã phải có chọn phương pháp. Đây nó sẽ có hai phương pháp là two endpoint và multi section. Thì nếu mà theo two endpoint thì chọn hai điểm. Nếu như bạn chọn multi section, tức là bạn chọn là kết thúc bạn tuyến escape. Thì để chọn cái kiểu của ta, bạn sẽ chọn WS hoặc là triangle non hoặc là circle tùy bạn để mình chọn. Đây là bề rộng của motor chiều cao.